Thi Thiên 52. Hỡi quân cường bạo, sao ngươi khoe khoang về điều dữ? Sự nhân từ của Đức Chúa Trời còn mãi mãi. Ngươi mưu toan hủy diệt, lưỡi ngươi khác nào dao cạo bén, rêu rao những chuyện dối lừa. Ngươi chuộng điều dữ hơn điều lành, thích nói điều giả dối hơn điều công chính. Hỡi lưỡi dối trá, ngươi thích nói những lời độc ác. Đức Chúa Trời cũng sẽ hủy diệt ngươi đời đời. Ngài sẽ tóm lấy và ném ngươi ra khỏi trại ngươi. Ngài sẽ nhổ ngươi khỏi đất người sống. Người công chính sẽ thấy và sợ hãi. Họ cười hắn và nói, đó là kẻ không nhờ Đức Chúa Trời làm nơi trú ẩn cho mình, nhưng tin cậy vào sự giàu có dư dật và làm cho mình vững bền bằng điều gian ác. Nhưng con khác nào cây ô liu xanh tươi trong nhà Đức Chúa Trời. Con tin cậy nơi lòng nhân từ của Đức Chúa Trời đến đời đời vô cùng. Con sẽ cảm tạ Chúa đời đời về những điều mà Ngài đã làm. Con sẽ công bố danh Chúa trước những người trung tín của Chúa vì điều ấy thật tốt lành. Mác đoạn 2. Vài ngày sau, Đức Chúa Giêsu trở lại thành Ca-pê-na-âm. Dân chúng nghe tin Ngài ở trong nhà nên tụ họp lại rất đông, đến nỗi ngay trước cửa cũng không còn chỗ trống. Ngài giảng đạo cho họ. Bây giờ có bốn người khiêng đến Ngài một người bại liệt. Vì đám đông, họ không thể đem người ấy đến gần Ngài được, nên đã dỡ mái nhà ngay trên chỗ Ngài đang ngồi. Rồi từ lỗ trống đó họ dòng giường người bại xuống. Thấy đức tin của họ, Đức Chúa Giêsu phán với người bại, hỡi con, tội lỗi con đã được tha. Nhưng có mấy thầy thông giáo ngồi đó thắc mắc trong lòng rằng, sao người này nói như vậy? Thật là phạm thượng. Ngoài Đức Chúa Trời còn ai có thể tha tội được? Tâm trí Đức Chúa Giêsu đã nhận biết ngay những gì họ đang nói với nhau nên phán, tại sao trong lòng các ngươi lại thắc mắc như vậy? Theo các ngươi, giữa việc bảo người bại liệt rằng tội con đã được tha và việc bảo hãy đứng dậy vác giường mình mà đi, thì việc nào dễ hơn? Nhưng để các ngươi biết rằng con người ở thế gian có thẩm quyền tha tội. Ngài phán với người bại liệt, ta bảo con hãy đứng dậy, vác giường và đi về nhà. Người bại liệt đứng dậy lập tức vác giường đi ra trước mặt mọi người, đến nỗi ai nấy đều kinh ngạc và tôn vinh Đức Chúa Trời rằng, chúng ta chưa từng thấy việc như vậy bao giờ. Đức Chúa Giêsu lại đi về phía biển, cả đám đông đến với Ngài và Ngài dạy dỗ họ. Trên đường đi, Ngài thấy Lê-vi, con A-phê, đang ngồi tại phòng thuế thì phán với ông, hãy theo ta. Lê-vi đứng dậy đi theo Ngài. Đang khi Đức Chúa Giêsu ngồi ăn tại nhà Lê-vi, có nhiều người thu thuế và kẻ có tội ngồi cùng bàn với Ngài và các môn đồ Ngài, vì trong số đó có nhiều người đã theo Ngài. Các thầy thông giáo thuộc phái Pha-ri-si thấy Ngài ăn chung với những kẻ có tội và người thu thế thì nói với các môn đồ Ngài rằng, tại sao Ngài lại ăn chung với phường thu thế và bọn người tội lỗi? Nghe vậy, Đức Chúa Giêsu nói, người mạnh khỏe không cần đến thầy thuốc đâu, nhưng là người đau ốm. Ta đến không phải để gọi người công chính, nhưng gọi kẻ có tội. Bây giờ các môn đồ của dân và người Pha-ri-si đều kiêng ăn. Có người đến thưa với Đức Chúa Giêsu rằng, tại sao các môn đồ của dân và môn đồ của phái Pha-ri-si đều kiêng ăn, còn các môn đồ của thầy lại không kiêng ăn? Đức Chúa Giêsu trả lời, có thể nào khách dự tiệc cưới lại kiêng ăn khi chàng rể còn ở với họ? Chừng nào chàng rể còn ở với họ thì họ không thể kiêng ăn được. Nhưng đến khi chàng rể được đem đi khỏi họ thì trong ngày ấy họ sẽ kiêng ăn. Không ai vá miếng vải mới vào áo cũ. Nếu làm vậy thì miếng vá sẽ chằng rách áo cũ và chỗ rách sẽ càng tệ hơn. Cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ. Nếu làm vậy, rượu sẽ làm nứt bầu. Rượu mất mà bầu cũng chẳng còn, nhưng rượu mới phải đựng trong bầu da mới. Vào ngày Sa-bát, Đức Chúa Giêsu đi ngang qua cánh đồng lúa mì. Khi đang đi, các môn đồ Ngài bắt đầu ngắt mấy bông lúa. Những người Pha-ri-si nói với Ngài, kìa, tại sao môn đồ của thầy làm điều không được phép làm trong ngày Sa-bát? Ngài đáp, các ngươi chưa từng đọc về chuyện David đã làm khi người cùng những người đi theo lâm vào cảnh túng đói sao? Trong thời
Abitha làm thầy tế lễ thượng phẩm. David đã vào nhà Đức Chúa Trời ăn bánh cung hiến và cho những người đi theo ăn nữa, dù bánh ấy chỉ có những thầy tế lễ mới được phép ăn. Rồi Ngài phán: Ngài Sa-bát được tạo nên vì loài người, chứ không phải loài người được tạo nên vì Ngài Sa-bát. Vậy con người cũng là chúa của Ngài Sa-bát. Esai đoạn 57. Người công chính chết đi, chẳng ai lưu tâm đến. Người nhân đức bị cất đi, nhưng không ai hiểu rằng chính vì tai họa sắp đến mà người công chính được cất đi. Người sẽ đi vào sự bình an. Người nào sống ngay thẳng thì được an nghỉ trên giường mình. Nhưng các ngươi là con cháu của phù thủy, dòng dõi của kẻ gian dâm và ngoại dâm kia, hãy lại gần đây. Các ngươi nhạo cười ai? Các ngươi há miệng rộng và le lưỡi chống lại ai? Chẳng phải các ngươi là con cái phản loạn, là dòng dõi dối trá sao? Các ngươi hành dâm với nhau bên cây cối, dưới mọi lùm cây xanh. Các ngươi giết con cái làm sinh tế nơi thung lũng, trong những hốc đá. Những tảng đá bóng láng trong thung lũng là phần riêng của ngươi. Thật, đó là tài sản của ngươi. Ngươi đã làm lễ quán và dâng tế lễ chay cho chúng. Ta có nguôi giận được vì những việc đó không? Ngươi đặt giường mình trên núi rất cao và lên đó dâng sinh tế. Ngươi đặt các biểu tượng tà thần phía sau cánh cửa và các trụ cửa. Vì ngươi lìa bỏ ta nên đã mở giường mình ngươi ra rồi leo lên đó và làm cho giường mình rộng thêm. Ngươi lập giao ước với các tà thần, ưa thích giường của chúng và ngắm nhìn sự lõ lồ của chúng. Ngươi đã đem dầu và thêm nhiều hương liệu đến dâng cho thần Moloch. Ngươi đã sai các sứ giả mình đi phương xa, hạ mình xuống tận âm phủ. Ngươi đã mệt nhọc vì đường dài mà chưa bao giờ nói ấy là vô ích. Ngươi đã tìm thấy sức mới cho mình nên ngươi không mòn mỏi. Ngươi kinh khiếp ai và sợ hãi ai đến nỗi ngươi nói dối? Ngươi không nhớ đến ta và không lưu tâm đến ta. Có phải vì lâu nay ta im lặng nên ngươi không kính sợ ta chăng? Này, chính ta sẽ phơi bày việc thực hành nếp sống công chính của ngươi, nhưng những việc ấy không giúp ích gì cho ngươi. Khi ngươi kêu cứu, hãy để các thần mà ngươi đã tập hợp giải cứu ngươi. Gió sẽ thổi các thần ấy đi, một hơi thở sẽ lùa chúng đi tất cả. Nhưng ai ẩn náu nơi ta sẽ hưởng đất này và được núi thánh của ta làm cơ nghiệp. Có lời phán: hãy đắp đường, hãy đắp đường, hãy sang phẳng, hãy dẹp bỏ chướng ngại vật khỏi đường dân ta. Đấng cao cả, đấng được tôn cao, ngự nơi đời đời vô cùng, danh Ngài là thánh. Đấng ấy phán: ta ngự trong nơi cao và thánh, nhưng cũng ở với người ăn năn đau đớn và tâm linh khiêm nhường, để làm tươi tỉnh tâm linh của người khiêm nhường và làm tươi tỉnh tấm lòng người ăn năn đau đớn. Ta không kết tội luôn luôn, cũng chẳng tức giận mãi mãi, vì thần linh sẽ mòn mỏi trước mặt ta, và các sinh linh mà ta đã tạo nên cũng vậy. Vì tội tham lam của nó mà ta nổi giận và đánh nó. Trong cơn giận dữ ta đã ẩn mặt với nó, nhưng nó cứ trở lại con đường của lòng mình. Ta đã thấy đường lối nó, nhưng ta sẽ chữa lành, dẫn dắt và ban sự an ủi cho nó cùng với những kẻ than khóc của nó. Ta tạo nên lời ca ngợi trên môi miệng chúng, bình an cho kẻ ở xa và cho kẻ ở gần. Đức Giê-hô-va phán: ta sẽ chữa lành cho nó. Nhưng những kẻ ác giống như biển động, không yên tĩnh được, nước động cuộn lên bùng lầy và cáo cằn. Đức Chúa Trời tôi phán: những kẻ gian ác chẳng được hưởng bình an. Ê-sai đoạn 58. Hãy kêu to lên, đừng kiềm chế, hãy cất tiếng lên như tiếng tù và, báo cho dân ta biết sự phản loạn của họ, và báo cho nhà Gia-cớp biết tội lỗi của nhà ấy. Ngày lại ngày họ tìm kiếm ta và muốn biết đường lối ta, như thể một dân đã làm điều công chính và chưa từng bỏ luật lệ của Đức Chúa Trời mình. Họ xin ta sự xét xử công minh và vui mừng đến gần Đức Chúa Trời. Họ hỏi: chúng con kiêng ăn sao Chúa không thấy? Chúng con hạ mình sao Chúa chẳng biết đến? Này, trong ngày kiêng ăn, các ngươi vẫn tìm điều mình ưa thích và áp bức những kẻ làm công cho mình.
Thật ra, các ngươi kiêng ăn để cãi cọ và tranh chấp, dùng nắm tay gian ác mà đánh đấm nhau. Các ngươi đừng kiêng ăn như đã làm hôm nay, để tiếng kêu của các ngươi sẽ thấu đến nơi cao. Có phải đó là sự kiêng ăn mà ta chọn lựa, là ngày mà người ta hạ mình xuống chăng? Có phải cúi đầu xuống như cây sậy nằm trên vải xô và tro bụi mà các ngươi gọi đó là kiêng ăn, là ngài được Đức Giê-hô-va chấp nhận chăng? Chẳng phải sự kiêng ăn mà ta chọn đó là tháo những xiềng gian ác, mở dây chói của ách, thả cho kẻ bị áp bức được tự do và bẻ gãy mọi ách hay sao? Chẳng phải là chia sẻ thức ăn cho người đói, đem kẻ nghèo khổ không nhà cửa về nhà mình, khi thấy người trần truồng thì mặc cho, và không ngoảnh mặt làm ngơ với anh em cốt nhục mình hay sao? Bây giờ ánh sáng ngươi sẽ bừng lên như rạng đông, vết thương ngươi sẽ nhanh chóng được chữa lành, sự công chính ngươi sẽ đi trước mặt ngươi, và vinh quang của Đức Giê-hô-va sẽ bảo vệ sau ngươi. Bây giờ ngươi cầu xin, Đức Giê-hô-va sẽ đáp lời. Ngươi kêu cứu, ngài sẽ phán: có ta đây. Nếu ngươi vứt bỏ cái ách khỏi ngươi, không sỉ vả và không nói lời độc ác, nếu ngươi dốc lòng lo cho người đói và đáp ứng nhu cầu kẻ khốn cùng, thì ánh sáng của ngươi sẽ chiếu ra trong bóng tối, và sự tối tăm của ngươi sẽ sáng ngời như giữa trưa. Đức Giê-hô-va sẽ cứ dắt đưa ngươi, làm cho ngươi no lòng giữa nơi khô hạn lớn, làm vững mạnh các xương cốt ngươi. Ngươi sẽ như vườn năng tưới, như suối nước chẳng hề khô cạn. Dân ngươi sẽ xây lại những nơi đổ nát ngày xưa, ngươi sẽ dựng lại các nền móng của nhiều thế hệ trước. Người ta sẽ gọi ngươi là người tu bổ những lỗ hổng tường thành, và người phục hồi phố xá cho dân cư ngụ. Nếu ngươi trở lại, giữ chân mình khỏi phạm ngày sa bát, không làm theo ý mình trong ngày thánh của ta, nếu ngươi xem ngày sa bát là ngày vui thích, ngày thánh của Đức Giê-hô-va là đáng trọng, nếu ngươi tôn trọng ngày đó, không đi đường riêng, không làm theo ý riêng và không nói những lời vô bổ, thì bây giờ ngươi sẽ được vui thỏa trong Đức Giê-hô-va. Ta sẽ cho ngươi cưỡi lên các đỉnh cao trên đất, ta sẽ nuôi ngươi bằng cơ nghiệp của Gia-cốp tổ phụ ngươi. Chính miệng Đức Giê-hô-va đã phán như vậy.